quen thì người ta hay bắt nền cho đau, đúng không? Và đôi khi những người nhà cung cấp quen thuộc đấy mà bạn lại chỉ có một hoặc là hai nhà cung cấp mà không có sự cạnh tranh, thì có thể đâu đó là nhà cung cấp đấy sẽ lợi dụng bạn để là giữ các cái giá cao, và từ đấy rồi bạn lại không có được các cái chính sách giá tốt hay là chính sách phục vụ tốt. Cho nên kinh nghiệm của tôi là chúng tôi phải tạo ra cái sức cạnh tranh. Một trong cái thói quen của những người mua hàng đó là ngựa quen đường cũ, tức là chúng ta hay có xu thế là chúng ta cứ mua của những người nhà cung cấp là quen thuộc. Cái đấy thì không có gì là xấu cả, và cái đấy cũng là tốt khi bạn có được các nhà cung cấp uy tín. Nhưng mà tôi nhắc các bạn điều này để các bạn không chủ quan này. Quen thì người ta hay vắt nền cho đau, đúng không? Và đôi khi những người nhà cung cấp quen thuộc đấy mà bạn lại chỉ có một hoặc là hai nhà cung cấp mà không có sự cạnh tranh, thì có thể đâu đó là nhà cung cấp đấy sẽ lợi dụng bạn để là giữ các cái giá cao, và từ đấy rồi bạn lại không có được các cái chính sách giá tốt hay là chính sách phục vụ tốt. Cho nên kinh nghiệm của tôi là chúng tôi phải tạo ra cái sự cạnh tranh. Ví dụ mua một mặt hàng nào đó thì chúng tôi phải tạo ra ít nhất từ 2 đến 3 nhà cung cấp. Và nếu mà để 2 nhà cung cấp ấy, thì thông thường là 2 nhà cung cấp có xu thế sẽ bắt tay nhau. Cho nên là bạn sẽ tạo ra khoảng tầm 3 nhà cung cấp, thì từ đấy rồi bạn sẽ có được cái sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. Và ngay kể cả trường hợp là bạn có 3 nhà cung cấp thì thi thoảng bạn lại phải tạo ra những nhân tố mới, những yếu tố mới để có thể có những cái nhà cung cấp mới năng lực hơn, chất lượng hơn, dịch vụ tốt hơn, giá thành tốt hơn, sẽ tạo ra cho bạn những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà tuyệt vời và có những cái giá tốt. Thì đây chính là những cái kinh nghiệm để nâng cao cái hiệu quả trong khâu mua cho bạn, và từ đấy rồi bạn có thể giảm được giá thành xuống. Một đồng tiết kiệm trong khâu mua là một đồng là bạn tăng lên trong lợi nhuận, bởi vì nó sẽ giảm chi phí, và giảm chi phí là tăng lợi nhuận. Vì vậy hãy tạo ra yếu tố cạnh tranh trong khâu mua để nâng cao hiệu quả kinh doanh của bạn. Để theo dõi nội dung tiếp theo của chủ đề 99 điều nên làm trong quản trị và phát triển kinh doanh, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất của phần tiếp theo nhé.